Ngày 7 tháng 1, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị như Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, vân vân, yêu cầu khẩn trương rà soát báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê tình hình thực hiện mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vân vân, phục vụ công tác phòng chống dịch trong thời gian qua trước ngày 14 tháng 1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra sở và các phòng ban chuyên môn có liên quan của đơn vị thường xuyên định kỳ tổ chức thanh kiểm tra, công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng kit xét nghiệm sinh phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch tại các đơn vị mua sắm có liên quan, đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật.